Hello mọi người, hôm nay lễ thanh nhi viên sẽ làm sẽ tổ tài làm món gà bó xôi nướng, nhưng mà vấn đề bây giờ là phải rút xương cái con gà này nè, rút hết xương con gà đó. Cái con gà này mình mua ở trong qua mạng 8 đồng. Thì xôi thì mình đang đang nấu xôi để làm nhân, nhưng dồn vào trong bụng của nó đó. Thì bây giờ chúng mình phải gút xương đó. Tìm phải cắt cái phao câu nó đi. Ok. Tìm lọt cái xương này. Mài cái dao này bén lắm người. Giờ phải lọt vô đây, đang lấy cái xương đó kìa. Mới học được của chị kia chỉ nè, chứ cũng không biết lấy xương đâu. Lấy được cái xương này cũng là tần thân như chí đấy. Bây giờ mình đã lóc xong rồi nha, bây giờ ướp nó nha. À giờ ướp nó, giờ mà ướp cho bụng đó. Tiêu, tiêu muối, bột ngọt, với là chút bột nêm. Ướp mà nó thấm, ướp cho nó thấm để nó thịt nó ngon. Là mình này, con gà này mình cắt nó bị bể ngay chỗ cái đuôi vậy. Đây. Bị cắt cái đuôi tại vì gà này gà công nghiệp á, cái da nó không có bị dai. Muốn lấy tóc xương là phải con gà tất kỳ, gà lôi hoặc là con hen á, gà mái thì nó sẽ dai hơn, cái da nó cứng hơn, nó không có bị bể. Còn này mình đi mua nó bị hết á, con hen rồi, mua con gà lôi thì nó bự quá ăn không hết. Mình lấy lại con gà này thì về nó bị bể da. Ướp nó để họ nó thấm, mà giờ mình sẽ làm nhân nha. Bây giờ mình sẽ cắt nhân. Cái thịt hồi nãy trong cái xương đó mình lóc ra, bây giờ mình sẽ cắt để xào làm cái nhân. Lóc cái thịt trong cái xương này ra. Còn cái xương mình muốn hầm hay nấu canh gì cũng được, canh cho nhỏ gái. Lóc xương đi nha. Lóc còn miếng thịt cho cái ức đó này, mình đâu khi mình lọc xương á, thịt mình đâu có lóc hết thịt của nó trong đây ra được. Giờ mình phải gọc ra để xào làm cái nhân nhét vô bụng đó. Cái nhân của nó bụng nó thì gần mà xôi á, mình đã nấu xôi rồi. Đậu Hà Lan, bắp, tôm khô với thịt gà nè, thịt đó mình xắt ra. Nhiều thịt. Đây cái nhân của mình đã xào xong rồi nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ trộn với xôi. Xôi mình đã nấu rồi các bạn. Đó, mình đã nấu xôi rồi. Nấu bằng cái này cái xôi nó rất là dẻo. À, nó khô mà nó không có bị khô, mà nó dẻo mà nó mềm. Đó, mình sẽ trộn nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm trộn nhân nhé. Đây, cái như mình xào rồi đó. Giờ đổ ra.
Này xôi mình đã xôi nha. Nó rất là dẻo. Bây giờ mình phải để cái gì vô. Này. Rất là dẻo và nó tơi, nó không có bị nhão hoặc là khô. Cái đồ dầm gan lắm. Đây, bây giờ mình sẽ nhồi nhé. Mọi nhát cho chặt nghe, không chặt nó sẽ bị gời cái đó. Cái nhân này thì mình xào thịt của con gà đó, rồi đậu Hà Lan, cà rốt, tôm khô với bắp. Xào thì mọi người nêm nếm gia vị rồi vô, tiêu đường, bột ngọt, muối gì đó, nhét vô chặt nghe, không chặt nó bở á. Thiếu miếng thì phải thêm miếng. Tốt quá, cho chặt nó gời ạ. Lý do là mọi người phải cất, lúc mà lấy xương nó phải cẩn thận. Nếu mà gọc gách nó bị gách cái dài vậy nó sẽ lòi nè. Lúc mình gọc nó bị gách cái dài chỗ này nè. Bây giờ nó bị lòi đó. Kiếm gì mà yêu. Nó bị lòi chỗ này á, nó sẽ bị lòi kia. Đây đi. Nhét chặt chỗ đây tích đi. Nó sẽ bị lòi cái nếp khác. Đó.
căng tròn rồi đó. Yeah. Đây, con gà mình đã dồn vô rồi cột hai đầu rồi nha. Bây giờ phải nướng nha. Ok, xong. Bây giờ mình chỉ đợi nó chín thôi. Ok, bây giờ con gà của em nó đã chín rồi nha. Đó. Đó. Nè. Cái xương lưng, cái chỗ lưng nè, cái da lưng thường thường nó rất là mỏng, cái xương sống nó nằm đây nè. Nên mình cắt cái da ở đây, chỗ này chứ không có thịt, nó chỉ có miếng da thôi. Nên mình nướng nó bị bể cái da nè. Nó lòi cái nếp, nó lòi cái xôi ở trong ra. Đó. Ồ, nó vậy nó vàng đều rồi đó. Mình bỏ một tí tiêu và muối lên. Đó. Đó. Chưa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cắt cái này nha. Yeah.